Tuyến đường Nguyễn Trãi đang thí điểm phân làn đường, là đang thí điểm tính đến nay vào khoảng độ cũng được 8 đến 9 tháng gì đó, thì là theo ô tô xe máy. Các bạn có thể thấy là ở đoạn giữa đường có một cái giải phân cách màu xanh và có mũi tên trắng là để phân chia rõ là ô tô bên trái và xe máy bên phải. Theo như nhận định của chúng ta đây đang nhìn thấy thì xe máy thì ô tô thì thường là họ sẽ đi đúng, còn xe máy thì mọi người cũng đi vào làn chuẩn xe máy này nhiều, tuy nhiên vẫn còn có nhiều xe máy vẫn còn đi sang làn đường dành cho ô tô. Tuy nhiên điều này cũng có thể giải thích đơn giản là nhiều bạn lái xe, bạn ấy lái xe máy, bạn cần phải sang đường phía bên kia thì các bạn cần phải chuyển làn sang bên đấy để sang đường, do đó sẽ thấy được cái hệ thống giao thông nó hỗn độn. Đấy, các bạn có thể thấy một số xe sẽ xi nhan sang bên trái ở phía trên kia để rẽ sang bên đường, còn bên này thì là sẽ xi nhan để rẽ sang bên phải. Còn nếu ô tô thì đi nhập làn thì bắt buộc là phải xi nhan để sang làn ô tô ngay, chứ không đi được ở bên làn xe máy này. Em xin kính chào quý vị và các bạn. Hiện tại em đang có mặt ở Hà Nội. Bây giờ là giờ tan tầm vào buổi trưa. Và chỗ chúng ta đang đi chính là một trạm giao lộ hiện đại nhất ở Hà Nội, với tổng cộng 4 làn, 4 tầng đường. Tầng trên cùng là tầng của tuyến xe buýt, xe điện Cát Linh Hà Đông, và đường tuyến tầng 2 trên tầng 3 là đường Vành Đai 3. Còn tầng bên trên này là tuyến đường Phạm Hùng Nguyễn Xiển, bên dưới là đường Hầm Vượt để rẽ sang Nguyễn Trãi. Rồi, chúng ta đang đi trong hầm nên sẽ tiếng xe sẽ rất là hâm. Đây, trên kia chính là ga Vành Đai 3. Hướng chúng ta đang đi chính là hướng từ Hà Đông về trung tâm nội thành Hà Nội. Giờ tan tầm buổi trưa, chúng ta sẽ thử ra ngoài để xem là đường xá đông đúc như nào, có đông như là buổi chiều giờ tan tầm buổi chiều không. Buổi trưa cũng đông nhưng mà không đông vào buổi chiều, bởi vì là buổi trưa thì các ban học sinh ở xung quanh đây, có các trường đại học tan học để đi về nhà, cũng như là nhiều nhân viên văn phòng đến giờ trưa cũng sẽ nghỉ trưa để đi ăn cơm hoặc cũng đi về nhà nghỉ ngơi nếu nhà gần. Và đây cũng là chúng ta có thể thấy là đường xá buổi trưa rất là đông. Bây giờ là gần 12 giờ trưa, vừa đúng lúc giờ tan tầm của các trường, là trường cấp 3 nữa, trường trung học phổ thông. Rất nhiều tiếng còi xe, rất là đông. Đường Nguyễn Trãi được xây dựng và nâng cấp với số làn đường rất nhiều, xe máy 2 làn bên này, ô tô phải đến 2 đến 3 làn bên kia. Chúng ta đã đến đoạn giao cắt với ngã tư Sở và ở đây con cầu Vượt. Chúng ta sẽ tiến hành chuyển làn đường để sang lên cầu Vượt và vượt qua ngã tư Sở. Ở đây là ô tô đã xi nhan để rẽ sang bên phải này, hướng Trường Chinh. Ở bên trái chúng ta đi là hướng Tây Sơn. Và đoạn chỗ này một trong những đoạn rất là tắc vào buổi chiều giờ tan tầm, còn buổi trưa thì chỉ hơi đông thôi. Các bạn có thể thấy những cái giải phân cách được làm dài tít từ đầu này xuống tận tít đoạn đằng sau của chúng ta luôn, chúng ta đi. Bởi vì là nếu không thì mọi người sẽ đi tắt chỗ này, đi tắt chỗ kia, vòng qua đây rồi sẽ ùn tắc. Nên là giao thông đã được phân làn như vậy. Buổi trưa thì sẽ không tắc đường nhưng mà sẽ đông và ùn hơn giờ bình thường. Bởi vì là vẫn có một số bạn nhân viên
Ví dụ đi làm thì các bạn sẽ ở công ty ăn uống ở công ty hoặc đi bộ loanh quanh công ty để ăn, sẽ không tiến hành tham gia giao thông buổi trưa, chỉ có một lượng ít, một phần nhỏ sẽ tham gia giao thông buổi trưa thôi, nên cho nên là đường chỉ đông chứ không tắc. Phía trước chúng ta có một cái Vinmec Tây Sơn Lotte CGV. Đường đông, nên mọi người đi lại cũng rất là nhanh nhá. Đây chờ đèn đỏ cũng khá là đông. Vinmec, trung tâm người Vinmec. Nhiệt độ ngoài trời bây giờ khá là nóng. Bây giờ Hà Nội đang bắt đầu bước vào hè, đầu mùa hè rồi. Giờ là cuối tháng 4, Hà Nội đang chuẩn bị bước vào kỳ nghỉ lễ 30 mùng 1 tháng 5. Bên này có một trường đại học. Chúng ta sẽ tiếp tục lại đi lên tiếp một con cầu vượt. Ở Hà Nội này thường các ngã tư sẽ có rất nhiều cầu vượt dạng như thế này, là để tránh ngã tư này giao cắt để cho thuận tiện giao thông hơn. Ví dụ chúng ta đang lưu thông hướng Tây Sơn Nguyễn Lương Bằng này, chúng ta sẽ không phải chờ đèn đỏ đoạn ngã tư Tây Sơn Nguyễn Lương Bằng Chùa Bộc này, nếu không thì sẽ rất là tắc. Các bạn có thể thấy rất là đông, buổi chiều đông rất gấp rất nhiều lần như này nữa. Buổi trưa thì nhộn nhịp luôn. Đây chúng ta sẽ đi qua cầu vượt này, không phải dừng đèn đỏ nữa. Chúng ta đang ở đoạn 190 Tây Sơn. Bên trái chúng ta nghe là Gò Đống Đa. Ta đã ở đoạn giữa của đường Tây Sơn. Ở đoạn này có rất nhiều cửa hàng bán bếp từ nội địa cũng như là nước ngoài. Buổi tối đèn sẽ nhấp nháy rất nhiều. Đây là một cửa hàng bán quần áo nữ, váy đầm. Cây xăng Tây Sơn này, một trọng cây xăng, rất là đông người đổ. Em buổi trưa sẽ ít người đổ hơn là buổi chiều tối. Ngân hàng Vietinbank. Ví dụ các bạn có thể thấy một số nhân viên văn phòng họ sẽ đi ăn cơm vào buổi trưa loanh quanh. Các bạn học sinh trường trung học phổ thông ở Hà Nội thường sẽ học vào nửa buổi sáng hoặc là nửa buổi chiều. Nếu mà học nửa buổi sáng thì sẽ có một số buổi chiều là sẽ học thêm, hoặc nếu mà học chính buổi chiều sẽ học buổi sáng là học thêm. Thế nên là thường các bạn buổi trưa sẽ phải về chứ không bán trú ở trường. Chỉ có một số ít trường sẽ nội trú ở trường thôi, hoặc là bán trú ở trường thôi.
chúng ta đang đến trong những cái ngã tư, ngã năm mật độ giao thông phức tạp bậc nhất ở Hà Nội, đó chính là chỗ Ô Chợ Dừa. Đây các bạn thì thấy chúng ta đang đèn xanh nhưng mà rất nhiều người hướng bên kia vượt đèn đỏ để sang bên này. Nếu chúng ta không đi vào cái đoàn của chúng ta một cách đúng thì rất có thể là chúng ta đi tuy đèn xanh nhưng vẫn không được đi và bị những cái bạn tham gia giao thông từ cái hướng khác đâm chéo sang thì chúng ta không đi được. Tuy đèn xanh thì chúng ta cũng phải khẩn trương, không đi lê ra lê dề được. Ta đã đến tuyến đường Tôn Đức Thắng. Thường mọi người tham gia giao thông buổi trưa chủ yếu mọi người sẽ tham gia vào khung đường gần, chỉ khoảng độ 1-2 cây số lanh quanh đổ lại thôi để tiện từ trường về nhà hoặc từ cơ quan về nhà nhanh, xong rồi ăn uống nghỉ ngơi rồi tiếp tục công việc. Còn nếu mà buổi chiều, giờ tan tầm buổi chiều thì sẽ lượng người tham gia giao thông thông số km xa nhà có thể sẽ xa hơn, ví dụ có những người đi làm xa nhà lên đến 5 cây số rồi 10 cây số thậm chí là hơn. Thì những người nếu mà xa nhà buổi xưa họ sẽ chọn phương án là ở lại cơ quan hoặc ở lại trường. Nếu mà chiều vẫn có tiết học. Đây cũng có du khách nước ngoài đang vẫn tham quan đường phố Hà Nội. Ta đã đi đến gần đến đầu của Tôn Đức Thắng rồi. Phía đoạn đường đầu tiên Tôn Đức Thắng thì chỗ đó sẽ là Văn Miếu Quốc Tử Giám luôn. Đây là đền Sóng Sơn.